những cái sản phẩm năm 1993 đó đã tạo nên sự bùng nổ của Nu Skin và đã tạo ra rất là nhiều Thymelit, được lên danh hiệu Thymelit là nhờ các sản phẩm này. Thì cái sản phẩm mà Dung muốn nói tới đó là cái sản phẩm để cho tóc. Hai cái sản phẩm Dung muốn giới thiệu với mấy anh chị nha. Cái thứ nhất đó là cái Nutriol Shampoo và cái thứ gì đó là Nutriol Hair Fitness Treatment. Thì hai cái này nó đi chung với nhau, nó dành cho những người bị rụng tóc nhiều hoặc là những người tóc nhiều, tóc rụng tóc mà muốn tóc nó ngưng rụng và mọc tóc lại. Thì các anh chị thấy là đây là cái shampoo ha. Khi mà mình gội đầu thì mình xài cái này, và sau khi mình gội đầu xong đó thì mình sẽ lấy khăn chùi khô đi và mình sẽ xài tới cái này. Thì nó là cái hộp, trong cái hộp này đó nó gồm có 12 chai. Thì đây là một trong những cái nó có một cái hướng dẫn sử dụng hả mấy anh chị ha. Và nó có 12 chai, mỗi chai như vậy. Thì 12 chai đó là mình xài được trong một tháng. Tức là Nu Skin họ recommend mình đó là mình xài cứ mỗi một tuần mình xài 3 chai. Tức là cách một ngày mình xài một chai. Và như vậy đó, trong cái hộp này đó là mình sử dụng được trong một tháng. Thì trong đây đó nó có cái này. Mình trong đây nó có cái này, cái đầu ha, thì cái chai này nó giống như vậy. Thì mấy anh chị nên nhớ ha, mình vặn theo ngược chiều kim đồng hồ. Trong đây đó mình vặn theo ngược chiều kim đồng hồ giống như vậy. Mình vặn ngược chiều kim đồng hồ cho cái này. Tại ở trong đây đó, ở dưới cái nắp này đó, nó có một cái chất bột màu xanh. Thì khi mà mình vặn ngược chiều kim đồng hồ thì tự động đó, cái dưới cái nắp nó sẽ bật ra và mình cứ lắc lên. Thì mấy anh chị thấy lúc đầu đó cái nước nó là màu trắng, bây giờ mình lắc lên thì bây giờ cái nước nó thành màu xanh. Mấy anh chị nhớ như mình lắc lên, lắc đều nó lên. Lắc đều nó lên như vậy. Và sau đó đó thì mình sẽ vặn nó lại theo chiều kim đồng hồ. Và mấy anh chị thấy trong đây cái nắp nó đã mở ra rồi, và cái chất bột xanh ở trong đây nó đã rớt xuống đây và nó thành cái màu xanh như vậy. Thì sau đó mấy anh chị lấy cái đầu này ra gắn lên trên đây. Và mấy anh chị giống như là mình, khi mà mình gội đầu xong đó, mình lấy cái khăn mình chùi cho nó khô, rồi sau đó mình cứ chẻ theo cái đường chân tóc, mình xịt lên và mình lấy tay mình chà sát vô để cho nó thấm vào cái chân tóc của mình. Và sau đó đó là mình dùng cái máy Galvanic. Galvanic thì mình có hai cách chọn lựa. Nếu mà mình không có cái máy Galvanic đó, thì mình có thể mình, khi mà mình bỏ lên cái da đầu của mình massage, thì mấy anh chị nên nhớ là mình chà sát cho nó nhiều để cho nó thấm vào cái da đầu của mình. Tại vì cái thuốc này đó nó sẽ kích thích cái sự tuần hoàn máu, nó đem cái máu tới những cái nó đem những cái máu tới để nuôi những cái chân tóc của mình, nó làm cho cái chân tóc của mình nó khỏe lại và nó bắt đầu nó giữ cái tóc nó không có bị rụng và nó mọc tóc mới ra. Thì cái đó là nếu mà mình không có máy Galvanic, nhưng mà cái cách làm tốt nhất, cái hiệu quả tốt nhất vẫn là với cái máy Galvanic. Thì mấy anh chị nên nhớ cái máy Galvanic đó thì mình có cái đầu nó giống như cái lược này, mấy anh chị thấy không? Đây là mình mở ra giống vậy ha, thì mình gắn nó vào. Sau đó, đó cái máy Galvanic đó, nó gồm có số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Và số 5 đó là nó có 2 phút. Số 5 là cái số để xài chung với cái Nutriol Hair Fitness Treatment. Chị nên nhớ hồi nãy mình đã sử dụng cái này, mình bỏ lên trên cái chân tóc của mình ha. Mình bỏ, mình cứ đi theo những cái đường chân tóc, mình bỏ lên, mình chà sát xong. Rồi sau đó mình, cái máy này khi mà mình bấm số 5 và mình cứ tiếp tục, mình cứ chải giống như vậy. Mình cứ đi theo cái đường từ dưới lên trên. Rất là dễ dàng, giống như mình cầm một cái lược mình chải tóc của mình vậy đó. Thì cái máy Galvanic đó nó sẽ kích thích cái chân tóc của mình, nó sẽ kích thích những cái tuần hoàn máu và nó làm cho cái hiệu quả của cái treatment đó, nó tốt hơn là nếu mà mình sử dụng với cái tay của mình. Dĩ nhiên là nếu mà các anh chị không có cái máy Galvanic đó thì các anh chị vẫn có thể xài cái treatment cho cái tóc của mình. Nhưng mà nếu mà anh chị có cái máy Galvanic đó thì
cái hiệu quả của nó sẽ tăng gấp nhiều lần, là tại vì cái máy galvanic nó phát ra một cái dòng điện ha, nó kích thích cái chân tóc của các anh chị hấp thu cái sản phẩm tốt hơn, và như vậy đó cái kết quả các anh chị sẽ thấy rất là tuyệt vời trong một thời gian rất là ngắn. Thì mong rằng các anh chị sẽ rất là hài lòng với cái kết quả sau khi sử dụng cái sản phẩm này.